Mới đây, một số nguồn tin cho hay mẫu MPV Wuling Alma sẽ sớm trình làng phiên bản nâng cấp trong thời gian tới tại thị trường Indonesia. Trước đó, Wuling Alma bản hiện hành đã được giới thiệu từ đầu năm 2019 và cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander. Theo đó, Wuling Alma thế hệ mới sẽ được nâng cấp trong cả động cơ lẫn trang bị và tiện nghi. Ngoài ra, thiết kế nội ngoại thất của Wuling Alma cũng sẽ được tinh chỉnh lại nhằm phù hợp hơn với thị hiếu người tiêu dùng tại thị trường này. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ ngày ra mắt cũng như thông số kỹ thuật và giá bán của Wuling Alma thế hệ mới. Wuling Alma bản hiện hành sử dụng khối động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít, kết hợp với hộp số vô cấp CVT của Bosch. Khối động cơ này giúp Wuling Alma có công suất tối đa 140 mã lực và moment xoắn cực đại 250 Nm. Bên cạnh đó, Wuling Alma còn cung cấp cho người dùng hai chế độ lái là Eco và Sport. Về thiết kế, Wuling Alma gây ấn tượng với diện mạo trẻ trung nhưng cũng không kém phần sang trọng. Đối thủ của Mitsubishi Xpander được trang bị cụm đèn LED Future Ice thể thao cùng các đường dập gân chạy dọc thân xe. Ngoài ra, Wuling Alma còn sở hữu không gian khoang nội thất rộng rãi với bảng điều khiển dạng cảm ứng cùng vô lăng bọc da. Chưa kể, Wuling Alma còn sở hữu nhiều tính năng hàng đầu trong phân khúc tại Indonesia, đơn cử như cửa sổ trời toàn cảnh hay mở cửa không cần chìa khóa. Các tính năng an toàn của Wuling Alma cũng được đánh giá là hiện đại khi có camera 360 độ, 6 cảm biến đỗ xe, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống kiểm soát ổn định thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống phanh ABS, EBD, BA, túi khí phía trước và túi khí bên. Tại thị trường Indonesia, Wuling Alma bản hiện hành đang được phân phối với mức giá khoảng 509 triệu. Với mức giá này, Wuling Alma đã và đang gây sức ép không hề nhỏ lên đối thủ Mitsubishi Xpander trong thời gian qua. Hiện tại, Wuling Alma mới chỉ được phân phối và mở bán chính hãng tại thị trường Indonesia. Nếu Wuling Alma được về Việt Nam, chắc chắn đối thủ giá 509 triệu này của Mitsubishi Xpander sẽ thu hút được không ít khách hàng nhờ thiết kế ấn tượng cùng loạt trang bị vượt tầm giá. Xe cộ,